Hello tất cả các anh em đã quay trở lại với Lê Sinh Group. Lời đầu tiên Lê Sinh Group xin gửi lời chào thân ái nhất đến với tất cả các anh em đang xem tại kênh YouTube hoặc Facebook. Thì hôm nay như trên màn ảnh anh em đang thấy thì Lê Sinh Group xin giới thiệu với anh em một sản phẩm nữa về dè chắn bùn. Đây là sản phẩm phiên bản đặc biệt cho xe Vario. Thì khác với cái dè Vario bữa trước mình có làm video cho em xem thì cái dè này thì nó còn có thêm hai cái đèn xi nhan hai bên. Đây là anh em biker hay gọi đây là đèn xi nhan hình con bọ nha anh em. Đây anh em ạ, hai bên nó có hai cái đèn xi nhan hình con bọ. Thì cũng như cái dè phiên bản trước thì nó cũng bao gồm là chữ nét và đuôi dè. Đây nha anh em, thì dè chắn bùn này thì làm bằng nhựa cao cấp, độ bền khá là cao nha anh em, nhựa ABS chống nóng. Đây là hai chỗ bắt khung biển số này anh em ạ. Thì kiểu dáng này thì thiết kế khá là sắc nét, đường nét chi tiết khá tỉ mỉ anh em nhé. Đây là chữ Vario anh em ạ. Đây là chỗ bắt dè vào xe. Và đây sau một hồi hủy hoại gắn đèn thì mình đã gắn xong cho mấy cái đèn nét và cả hai cái đèn xi nhan bên hông nha anh em. Đây là đèn sau khi gắn lên anh em ạ, đẹp lung linh anh em. Thì anh em nào muốn cho cái hai cái đèn này chớp ấy thì phải mua thêm một cục tăng chỉnh cục chớp xi nhan đấy anh em. Còn đây là mình chỉ đấu nguồn trực tiếp vào thôi, đây là nguồn điện bình anh em nhé. Thì nó cũng khá là nhìn nó lòng ngoài thôi nhưng đơn giản lắm anh em ạ. Thì mỗi cái đèn ấy, mỗi đèn này thì nó có hai cái đầu nguồn dương và âm. Thì anh em cứ cấp nguồn dương của bình vào nguồn dương, nguồn âm vào nguồn âm thôi. Thì bên mình không có sẵn xe nên không thể lắp lên trực tiếp xe để review cho anh em được thì nó cũng hơi đáng tiếc, nhưng mà có gì anh em thông cảm nhé. Thì đây là cái đèn sau khi gắn lên anh em ạ, nhìn khá đẹp rồi anh em. Đây là chữ Vario, thì bên mình có chữ Vario màu đỏ hoặc màu xanh dương thì tùy anh em lựa chọn. Thì để đặt mua sản phẩm này thì anh em có thể qua trực tiếp shop Racing Club tại số 21 đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể đặt hàng trực tiếp tại link sản phẩm bên dưới. Chào tất cả các anh em.